lượng thương hiệu Denon, hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Model là Denon MG33, một trong những dòng model cho chất lượng âm thanh rất hay. Dù sau này có nhiều model ra đi chăng nữa thì MG33 không làm mà các bác thất vọng về chất lượng âm thanh. Với thiết kế mặt âm ly làm pha nhôm, bộ dàn này full chức năng gồm có CD, MD, AUX, kết nối điện thoại, TV, máy tính, tất cả đều hoạt động ok. Và phía sau dàn có hỗ trợ optical dùng giải mã DLC 24m trực tiếp trên âm ly không cần để mồi. Đây là một chức năng tuyệt vời để mình cải thiện chất lượng trên mắt TV nhà mình. Sau khi mình qua chức năng giải mã, nó sẽ cho chất lượng âm thanh hay hơn, chuẩn hơn, trong hơn và chất lượng hơn gấp 4-5 lần so với không giải mã. Và đặc biệt trên âm ly này mình có thể chỉnh được bass, treble, super bass siêu trầm. Bass treble mình chỉnh lên tới 10 mức nha. Do chỉnh được bass treble như vậy, dễ dàng phù hợp đa thể loại nhạc, và đương nhiên chỉnh bass treble như vậy nghe âm thanh rất là hay. Denon thì đã quá nổi tiếng và đã quá thương hiệu nên các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là chất âm thanh của bộ dàn Denon MG33. Dàn này đáp ứng tiêu chí nghe nhạc hay, trưng bày đẹp với bass của lo là 14cm, gân cao su màn sợi cơ la tổng hợp và treble đơm. Chiều cao của lo là 28cm, chiều ngang cả bộ dàn là 52cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 15 cho tới 35m2. Đây là hàng nội địa Nhật nên các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc có nhu cầu gắn thêm Bluetooth vào trong âm ly thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Đương nhiên chất lượng Bluetooth gắn phía trong nó sẽ hay hơn, chuẩn hơn và bắt sóng xa hơn so với Bluetooth gắn ngoài. Sau khi thợ em chuyển điện và gắn Bluetooth xong thì mình chỉ việc cắm vào điện 220 và bật điện thoại, laptop, máy tính là xài ok. Thiết kế của loa là nó dạng đề canh loa bóng như vậy nha, rất là đẹp, bộ dàn này cho chất lượng âm thanh xuất sắc. Bass em đang chỉnh cộng 10 và treble chỉnh cộng 6, mình vô tư chỉnh bass treble để phù hợp với nhiều thể loại nhạc. Nếu mình thường ở nhà mình đã sở hữu nhiều bộ dàn mini giá bình dân đến từ các thương hiệu như là Sony, Aiwa, Bana thì hôm nay mình có thể trải nghiệm thương hiệu Denon. Mình sẽ thấy chất lượng âm thanh khác hẳn, bass sẽ dày hơn, chắc hơn và âm thanh nó nghe hay hơn, chuẩn hơn so với những model khác rất là nhiều. Và đương nhiên thì giá thành nó sẽ nhỉnh hơn chút xíu, nhưng mà tiền nào của nấy, chất lượng âm thanh nó hay hơn, đương nhiên thì nó sẽ đắt hơn chút xíu, nhưng mà chẳng phù hợp với túi tiền. Bộ dàn này thông thường á thì bán sẽ từ 3.3 triệu cho đến 3.5 triệu, nhưng hôm nay em bán với giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hợp lý để các bác sở hữu một bộ dàn Denon MG33 vừa hay vừa chất lượng. Bộ dàn full chức năng như vậy em bán chỉ có 2.990.000, và khi chỉ đủ 100% em sẽ tặng cho mình rồng hóa học, tức là các hiển học chỉnh được full chức năng trên dàn. FM của bộ dàn này là 108 bắc full đài Việt Nam. Lưu ý giúp em cần cắm anten vào để nghe được radio AM/FM, và bên em có bán anten. Nếu các bác có nhu cầu mua anten kèm dàn thì liên hệ để nhân viên tư vấn cho mình. Bên em có bán đĩa CD, đĩa MD nhận chip nhạc theo yêu cầu, chỉ cần đưa được tên bài hát thì em sẽ chép theo đúng ý thích của các bác vào đĩa CD cũng như MD. Ngoài gắn Bluetooth, ngoài chuyển điện, bán anten, đĩa CD mà đưa ra thì em còn có bán luôn cái rồng bánh học chỉnh được full chức năng trên dàn nha. Em đang tắt nhạc qua chức năng đĩa MD. Tiếp theo mình sẽ nghe nhạc qua chức năng đĩa CD. Tăng dễ âm trầm, FM tần số là 108 bắc full đài Việt Nam, rất là nhiều ngõ in out để mình
là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Em đã test nhạc qua chức năng đĩa CD, đĩa MD. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua chức năng optical giải mã. Chỉnh bass kép ở đây. Còn qua chức năng optical giải mã thì chữ like này giúp em. Qua chữ OBT nha. Trời hồng quê ta. 030. Trong đó nêu rõ, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật. Thực tế công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua đã